Theo Kakoops, hãng xe điện Tesla vừa buộc phải thu hồi hơn 125.000 xe điện tại Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống âm thanh nhắc nhở thắt dây an toàn trên các xe này đã không hoạt động chính xác. Cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ cho biết, loạt xe bị thu hồi không tuân thủ các yêu cầu an toàn của liên bang vì đèn cảnh báo cài dây an toàn có thể không sáng và chuông cảnh báo cũng không được kích hoạt khi tài xế không cài dây an toàn đúng cách. Dù số lượng xe bị ảnh hưởng là tương đối nhỏ, nhưng phạm vi về thời gian sản xuất lại rất lớn. Ví dụ các mẫu xe Model X sản xuất trong giai đoạn 2015 đến 2024, các xe Model S sản xuất từ năm 2012 đến năm 2024 nằm trong nhóm cần phải gọi hồi xưởng để khắc phục lỗi. Những mẫu xe còn lại bị ảnh hưởng bao gồm Model Y xuất xưởng trong giai đoạn 2020-2023, cùng với những chiếc Model 3 sản xuất từ năm 2017 đến năm 2023. Tesla sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách cập nhật phần mềm qua mạng. Nhờ đó, khách hàng của họ sẽ không cần đưa xe tới đại lý để kiểm tra và sửa chữa. Trong bản cập nhật mới, phần mềm cảnh báo sẽ hoạt động mà không còn phụ thuộc vào cảm biến trên ghế lái. Thay vào đó, nó sẽ quét dữ liệu để kiểm tra liệu dây an toàn có được cài khi nổ máy hay không trước khi kích hoạt cảnh báo nhắc cài dây an toàn.